Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban thẩm tra tư cách đại biểu Mai Sơn ngày 15 tháng 7 năm 2016. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu, thưa đại hội, căn cứ điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11, quyết định số 47 ngày 16 tháng 3 năm 2016 về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch số 177 ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn về việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ kết quả bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19 tại các cơ sở hội, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19 đã tín nhiệm bầu 5 đồng chí vào ban thẩm tra tư cách đại biểu, gồm 1. Đồng chí Trịnh Thị Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hát Lót. 2. Đồng chí Lường Thị Đức, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Bó, thư ký. 3. Đồng chí Và Thị Vừ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phiêng Cầm. 4. Đồng chí Lường Thị Long, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Lương. 5. Đồng chí Lò Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Là Bó. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trước đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu đã tiến hành nghiên cứu, xem xét, phân tích cơ cấu, trình độ và tư cách của đại biểu được triệu tập dự đại hội. Ban thẩm tra tư cách đại biểu xin báo cáo kết quả như sau. Số lượng đại biểu, tổng số đại biểu được triệu tập dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19 là 150 đại biểu, có mặt 149 đại biểu, vắng 1 đại biểu. Có 24 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn khóa 18, chiếm 14,7% tổng số đại biểu. Có 126 đại biểu được bầu từ đại hội các xã thị trấn, đơn vị trực thuộc Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện, chiếm 84% tổng số đại biểu. Có 2 đại biểu chỉ định, chiếm 1,3% tổng số đại biểu. Các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19 đều là những phụ nữ tiêu biểu trong phong trào hoạt động của hội trên các lĩnh vực công tác. 2. Về thành phần đại biểu. Đại biểu là ban chấp hành đương nhiệm hội, 24 đại biểu, bằng 16%. Đại biểu ban nữ công Liên đoàn Lao động, 11 đại biểu, bằng 7,33%. Đại biểu là cán bộ chủ chốt hội cơ sở là 29 đại biểu, bằng 19,33%. Đại biểu là cán bộ các chi hội và hội viên là 84 đại biểu, bằng 56%. Đại biểu chỉ định 2 đại biểu, bằng 1,33%. Đại biểu là dân tộc ít người, Mông, Sinh Mun, Khơ Mú, Tày, Mường là 25 đại biểu, bằng 16,7%. Đại biểu là đảng viên, 98 đại biểu, bằng 65,3%. 3. Tuổi đời của đại biểu. Có 45 đại biểu từ 20 đến 30 tuổi, bằng 30%. Có 51 đại biểu từ 31 đến 40 tuổi, bằng 34%. Có 31 đại biểu từ 41 đến 50 tuổi, bằng 20,7%. Có 23 đại biểu trên 50 tuổi, bằng 15,3%. Tuổi đời cao nhất có 1 đại biểu 69 tuổi thuộc đoàn đại biểu của thị trấn Hát Lót. 4. Về trình độ của đại biểu. Về học vấn, trung học cơ sở 50 đại biểu, bằng 33%. Trung học phổ thông 100 đại biểu, bằng 67%. Về chuyên môn, thạc sĩ 1 đại biểu, bằng 0,7%. Đại học 30 đại biểu, bằng 20%. Trung cấp 36 đại biểu, bằng 24%. Sơ cấp 4 đại biểu, bằng 2,7%. Đang học trung cấp 4 đại biểu, bằng 2,7%.
chưa qua đào tạo 75 đại biểu bằng 50%. Lý luận chính trị cao cấp 4 đại biểu bằng 2,7%, trung cấp 38 đại biểu bằng 25,3%, sơ cấp 9 đại biểu bằng 6%, đang học trung cấp 4 đại biểu bằng 2%, chưa qua đào tạo 96 đại biểu bằng 64%. 5. Chức vụ đảng. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện 3 đại biểu bằng 2%. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các xã thị trấn 23 đại biểu bằng 15,33%. 6. Chức vụ chính quyền. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện 2 đại biểu bằng 1,33%. Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn 60 đại biểu bằng 40%. Thành tích của đại biểu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2 đại biểu bằng 1,33%. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 6 đại biểu bằng 4%. Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tiến bộ của phụ nữ 14 đại biểu bằng 9,3%. Đối chiếu với các tiêu chuẩn đại biểu và các quy định, Ban thẩm tra tư cách đại biểu xác định 149 đại biểu có mặt tại đại hội đều đủ tư cách dự đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo với đại hội về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và trình xin ý kiến đại hội. Kính thưa đại hội, đại hội vừa nghe đồng chí Trịnh Thị Thái, trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Có đại biểu nào có ý kiến về tư cách đại biểu không? Không có. Nếu không có đại biểu nào có ý kiến về tư cách đại biểu, đại hội chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết. Đại biểu nào nhất trí với báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, xin cho biểu quyết. Vâng, cảm ơn đại hội. Đại biểu nào không nhất trí? Không có. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy là 100% đại biểu nhất trí với báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Xin cảm ơn đại hội. Xin cảm ơn đồng chí trưởng ban tư cách đại biểu. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội. Trong những năm qua, công tác hội và phong trào phụ nữ huyện Mai Sơn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, sự tạo điều kiện của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan ban ngành đoàn thể chính trị trong huyện. Sự có mặt của đồng chí Quảng Văn Hương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Mai Sơn tại đại hội này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy huyện, chính quyền địa phương đối với công tác hội và phong trào phụ nữ huyện Mai Sơn. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Quảng Văn Hương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Mai Sơn lên phát biểu chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội. Thực hiện chỉ thị số 02 ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo các ban ngành tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, các đồng chí đại biểu khách quý, các đại biểu dự đại hội. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ 19 đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và thành công. Kính thưa các đồng chí, thưa đại hội. Đại hội lần thứ 19, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đang ra sức thi đua yêu nước, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp,
chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tiến tới kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 121 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La và 63 năm ngày giải phóng huyện Mai Sơn, anh hùng. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, chính trị, xã hội, tạo cho huyện những thuận lợi và thời cơ mới. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lần thứ 19 có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 18, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 18, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2016-2021, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của cấp trên và bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ 12. Kính thưa các đồng chí, để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ 19, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tập trung cao chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, chuẩn bị xây dựng báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ 19, cùng với công tác nhân sự đảm bảo chất lượng đúng quy trình quy định. Kính thưa các đồng chí, thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 18, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các cấp hội thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các phong trào yêu nước tiêu biểu như phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vân vân, đã được các cấp hội từ huyện đến cơ sở tích cực triển khai, thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội. Đến nay, đã có trên 4.800 hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn vay với tổng kinh phí trên 79 tỷ đồng, thành lập, duy trì hoạt động 250 mô hình tiết kiệm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có trên 65% gia đình hội viên phụ nữ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% cán bộ hội ở cấp xã giữ chức danh chủ tịch đạt chuẩn theo quy định. Hỗ trợ hàng trăm ngày công, kinh phí, trang thiết bị để làm vườn rau tại các trường tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú trên địa bàn theo kết luận số 956 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên tổ chức các hội thi như chi hội trưởng phụ nữ giỏi, chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi, vân vân. Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Từ những kết quả này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La và các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kính thưa các đồng chí, thưa đại hội, chúng ta vui mừng với những kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đạt được. Song cũng cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đó là còn một số chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết đại hội
18 đã đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở một số chi hội còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, thực hiện chính sách bình đẳng giới có mặt còn hạn chế. Công tác phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ có việc thiếu đồng bộ. Phong trào phụ nữ phát triển chưa đồng đều giữa các vùng. Với tinh thần đổi mới, bình đẳng vì sự phát triển, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian, trong nhiệm kỳ tới, đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện là rất nặng nề và to lớn. Đó là tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung giải quyết những hạn chế yếu kém của nhiệm kỳ qua, đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, vận dụng sáng tạo các chỉ thị nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn của hội. Vì vậy, tôi đề nghị đại hội cần tập trung cao, thảo luận, thống nhất, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới và thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây. Một là kiểm điểm sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ của hội từ năm 2011 đến nay. Đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm và phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo. Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của hội nhiệm kỳ 2016-2021. Đề ra được các giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 19 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Hai là, trong thảo luận và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị đại hội thảo luận thêm về các nhiệm vụ của hội trong việc thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho cán bộ, hội viên. Sự tham gia của tổ chức hội trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phối hợp thực hiện tổ chức nấu ăn tập trung tại các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn huyện và rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác nữa của Đảng bộ huyện đã đề ra. Đại hội cần tập trung phân tích những thuận lợi khó khăn, xác định rõ mục tiêu tổng quát, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Ba là nghiên cứu tham gia các ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên, tập trung vào các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đề xuất bổ sung nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhiệm kỳ 2016-2021. Bốn là, đại hội phải thực hiện tốt quy chế, nội dung, chương trình đã đề ra, tập trung dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn để bầu được Ban chấp hành hội khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021, đủ tiêu chuẩn, có năng lực, uy tín, có trình độ chuyên môn, lý luận, phẩm chất chính trị vững vàng, gương mẫu trong đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện tiêu cực, có khả năng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức hội, đồng thời xem xét lựa chọn bầu được những đại biểu xứng đáng, đủ tiêu chuẩn đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ 12. Năm là, để nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 2016-2021 được triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngay sau đại hội, Ban chấp hành hội phải tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đến toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn huyện, tạo không khí phấn khởi, thi đua cùng với Đảng bộ huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2015-2020. Phấn đấu xây dựng huyện Mai Sơn phát triển nhanh và bền vững. Kính thưa đại hội, thành công của đại hội lần thứ 19 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện là yếu tố rất quan trọng góp phần vào thành công của đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ 12 nhiệm kỳ 2016-2021. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý và đại biểu dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội vừa được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Quảng Văn Hương, Bí thư Huyện ủy.
Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ hội viên phụ nữ các dân tộc trong huyện Mai Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Thay mặt đại hội, xin được trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Đại hội xin hứa cùng với toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc huyện Mai Sơn nguyện đoàn kết cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện và nhân dân các dân tộc trong huyện Mai Sơn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, cụ thể hóa ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí tại đại hội vào nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội xin kính chúc đồng chí và các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ huyện ủy mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ huyện giành được nhiều thắng lợi, phấn đấu đưa huyện Mai Sơn trở thành huyện phát triển trong tỉnh. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí. Kính thưa đại hội, cùng với sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, các phong trào phụ nữ huyện trong những năm qua thường xuyên nhận được sự chỉ đạo kịp thời của các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La. Vinh dự cho Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19 được đón tiếp đồng chí Lò Thị Mai Kiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đến dự và chỉ đạo đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, xin trân trọng kính mời đồng chí lên phát biểu chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa đồng chí Quảng Văn Hương, Ủy viên Ban chấp hành tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa 14, Bí thư huyện ủy Mai Sơn, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể chị em thân mến. Hôm nay tôi rất vui mừng được đến dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mai Sơn, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể chị em lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, trong thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ huyện Mai Sơn đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự tin, phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ, ra sức phấn đấu, đóng góp tích cực vào quan trọng trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện. Ngày càng có nhiều tấm gương điển hình phụ nữ tiêu biểu, tài năng, đức độ, có nhiều cống hiến sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong các hoạt động giảm nghèo, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. Nhiều doanh nghiệp nữ làm chủ xuất hiện, phụ nữ tiểu thương buôn bán nhỏ ngày càng tăng, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng gia đình văn hóa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp hội. Phong trào phụ nữ đã có sự khởi sắc, chuyển biến rõ nét, hoạt động hội có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đi vào chiều sâu, số hội viên ngày càng tăng, chất lượng hoạt động sinh hoạt hội có nhiều đổi mới, các cấp hội được củng cố kiện toàn với hình thức phù hợp, đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Để củng cố phong trào thi đua yêu nước, các cấp hội phụ nữ huyện Mai Sơn cũng đã tích cực động viên phụ nữ tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, từng bước thể hiện rõ nét hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tầng lớp phụ nữ.
nhạy bén hơn trong việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội phức tạp, tác động đến phụ nữ và trẻ em gái. Các cấp hội đã từng bước phát huy vai trò giám sát và phản biện, đặc biệt là chất lượng tham gia đóng góp, ý kiến về chủ trương chính sách, phát triển kinh tế xã hội của địa phương được nâng lên. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 18 đã đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chỉ tiêu phát triển hội viên, chỉ tiêu phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ, v.v. Xin thay mặt Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương nỗ lực cố gắng với những thành tích mà cán bộ hội viên phụ nữ huyện Mai Sơn đã đạt được và phong trào phụ nữ trong 5 năm qua. Xin được trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể của huyện đối với phong trào phụ nữ huyện Mai Sơn. Kính thưa toàn thể đại hội, một trong những nội dung quan trọng mà đại hội chúng ta cần tập trung trí tuệ thực hiện đó là lựa chọn những cán bộ hội viên tiêu biểu có đủ trình độ, năng lực đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021, sao cho Ban chấp hành đủ mạnh để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ huyện Mai Sơn trong thời gian tới. Đồng thời lựa chọn bầu các đồng chí thực sự tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ 12, những đồng chí có khả năng đóng góp cho sự thành công của đại hội và tiếp tục tiếp thu chủ trương của đại hội về cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương cơ sở. Thưa đại hội, với niềm tin tưởng và tự hào truyền thống tốt đẹp của phụ nữ, của dân tộc và phụ nữ Việt Nam, với tinh thần yêu nước và quyết tâm phấn đấu vươn lên của các thế hệ phụ nữ huyện Mai Sơn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tin tưởng và chắc chắn rằng phong trào phụ nữ huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19 đã đề ra. Với niềm tin tưởng sâu sắc ấy, một lần nữa, tôi xin được kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, đến dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn, tôi xin được thay mặt đồng chí trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La xin gửi tới đại hội bó hoa tươi thắm, gửi gắm niềm tin của Ban chấp hành Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La tới đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí đón nhận. Kính thưa đại hội, đại hội vừa nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lò Thị Mai Kiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La. Đồng chí đã động viên, biểu dương, ghi nhận những thành tích hoạt động của phong trào phụ nữ huyện Mai Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 và định hướng những hoạt động trọng tâm nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt là việc triển khai nghị quyết đại hội tới cán bộ hội viên phụ nữ. Đại hội xin được trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đồng chí. Đại hội xin hứa với các đồng chí cùng với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa mới sẽ tập trung vận động cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội xin được kính chúc sức khỏe các đồng chí cùng các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các đồng chí trong đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Xin được chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đối với
công tác hội và phong trào phụ nữ huyện Mai Sơn trong nhiệm kỳ tới. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội. Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Rất vui mừng được đón các đồng chí trong thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc của tỉnh Sơn La, các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã đến dự và chúc mừng đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm của các cơ quan, đơn vị dành cho đại hội. Sau đây, xin trân trọng kính mời Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan, đơn vị lên tặng hoa chúc mừng đại hội. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Xin trân trọng kính mời thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 18 thay mặt cho đoàn chủ tịch và toàn thể đại hội lên nhận hoa và quà của các đơn vị. Về Mai Sơn quê em hôm nay, nó mới là một miền quê mới, lung linh ánh đèn sáng như sao trời. Mai ngôi đỏ tươi từng cao âm khói, cây gọi quê mình người sáng tương lai. Hoa mai quỳnh tràn chứa tình ta, lòng sơn pha vang muôn tiếng ca. Thay mặt cho đoàn chủ tịch đại hội và toàn thể đại hội, xin được một lần nữa trân trọng cảm ơn những tình cảm, những bó hoa tươi thắm mà các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và đặc biệt là các đồng chí đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố trên địa bàn của tỉnh đã đến chúc mừng và tặng đại hội. Sau đây thì xin phép đại hội xin nghỉ giải lao 15 phút. Mai Sơn quê em hôm nay, nó mới là một miền quê mới, lung linh ánh đèn sáng như sao trời. Mai ngôi đỏ tươi từng cao âm khói, cây gọi quê mình người sáng tương lai. Hoa mai quỳnh tràn chứa tình ta, chiêng sung hò.